bạn, hôm nay mình sẽ review bộ phim Hot Boy Đảo Loạn phần 2. Thì cũng như báo chí đã vừa qua, đã vừa đăng tin, thì phần 2 sẽ là một bộ phim tàn nhẫn, tàn khốc và dữ dội hơn phần 1. Phim kể về câu chuyện tình tay 3, phải nói là tay 4 luôn chứ, là giữa Lam, Khôi, rồi Long với lại Cụi. Long thì cứ nghĩ là suốt 4 năm qua là Lam đã chết rồi vì bị xã hội đen thanh toán. Nhưng mà thật ra thì Lam vẫn còn sống và đi tìm tình yêu của mình, đó chính là Khôi. Sau 4 năm thì Lam vẫn đi tìm tình yêu của chính mình, đó chính là Khôi. Nói chung là trong cái quá trình mà đi 4 năm đi tìm tình yêu đó, cho đến hiện tại thì rất là nhiều gian truân, rất là nhiều đau khổ. Và mình nghĩ là cái nội dung phần 2 này cũng là cái phần cuối cùng để khép lại cái bộ phim Hot Boy Đảo Loạn. Rồi bây giờ mình sẽ nói là lý do tại sao chúng ta ra rạp để xem bộ phim này. Thì lý do đầu tiên thì đây là, các bạn cũng biết, báo chí đưa tin thì đây là bộ phim 18 cộng đầu tiên của Việt Nam, đúng không? Thì ở trong đây có nhiều cảnh nóng, ví dụ vậy. Nhưng mà thực sự ra trong phim cũng có nhiều cảnh nóng lắm đâu. Thì 18 cộng ở đây là do cảnh nóng với là những cảnh hơi máu me một tí, hơi đời một tí, thì cũng bị xếp vào 18 cộng để hạn chế đối tượng người xem. Lý do tiếp theo để chúng ta đón xem thì như bọn ba biết á, Hot Boy Đảo Loạn phần 1 thì nó đã quá, cái sức ảnh hưởng của nó quá lớn rồi, bộ phim quá nổi tiếng rồi. Khi mà chúng ta ra phần 2 thì những cái bạn mà fan, những cái người mà đã từng theo dõi phần 1 rồi cũng muốn háo hức đi xem phần 2 cái diễn biến câu chuyện như thế nào, thì đó cũng là một lý do để kêu chúng ta đến rạp. Ngoài ra dàn diễn viên, chúng ta biết là diễn viên đẹp không, đúng không, thì cũng là một cái yếu tố chúng ta đến xem phim. Còn nói về diễn viên và diễn xuất trong phim thì Lương Mạnh Hải qua cái phần 2 này đó thì diễn xuất của anh nội tâm tốt hơn phần 1 rất là nhiều. Và anh phải nói là khi anh đảm nhận cái vai nó dài từ đầu đến cuối thế này mà anh vẫn nuôi được cảm xúc như thế này, đáng ghi nhận công sức của anh trong bộ phim này. Thì ngoài ra còn có diễn viên La Quốc Hùng, thì khác với phần 1, phần 1 chỉ là vai phụ thôi, thì qua phần 2 anh cũng là một trong những vai chính chính của phim. Thì La Quốc Hùng đối với những cảnh mà phải là khóc á, thì mình khi mà mình xem anh khóc á thì mình cảm thấy là cái anh này ảnh nuôi cảm xúc rất là tốt và cũng khiến một phần nào đó khiến khán giả cũng phải rơi nước mắt theo cái những phần đoạn mà La Quốc Hùng khóc. Rồi những diễn viên mới thì mình không nói, thì họ đã tròn vai, ví dụ như Trần Huy Anh nè, rồi một số bạn mới trong phim nữa. Thì nghe nói là trong bộ phim này đạo diễn Vũ Ngọc Đảng á, đã muốn tìm những gương mặt mới để cho vào bộ phim của mình để lấy được cái sự chân thật hơn của bộ phim. Thì nói về những nhân vật mới thì ở đây sẽ có là bé Hữu Tân, thì đóng vai một cái cậu bé bỏ nhà đi bụi 15 tuổi và cũng muốn dấn thân vào con đường làm cai bao giống như là Lam, nhưng mà Hải và cũng kịp thời được Lam ngăn cản và giúp đỡ cậu bé này. Thì đạo diễn của một đại cũng chia sẻ là anh cũng phải đến nhà để xin phép ba mẹ của bé cho bé tham gia bộ phim này, thì đây là một bộ phim, phải nói là bộ phim người lớn, đúng không, thì cũng phải xin phép bố mẹ để cho bố mẹ đồng ý. Và cũng may là bố mẹ có đồng ý cho cậu bé đóng bộ phim này, thì trong một vài phân đoạn thôi nhưng cũng là một điểm nhấn của bộ phim. Ngoài ra cũng là Trần Huy Anh hoặc là một số diễn viên trẻ khác thì cũng là được đạo diễn của một đoạn casting từ Facebook, và một mạng xã hội rất là mạnh, đúng không, cũng đã khiến cho các bạn trẻ có nhiều cơ hội đến với điện ảnh nhiều hơn. Tiếp theo là một cô bé tên là Phú Hậu, cô bé bán hàng online thôi, cũng được lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng và đã được giao cái vai người em của Lương Mạnh Hải. Thì quả thật là khúc cuối cái tiếng khóc của cô bé này là cái một cái kết phim khiến cho khán giả rất là nghẹn ngào. Ngoài ra còn có cô Lê Hóa nè, hoặc là cô Lệ Thi, thì các bạn cũng biết thời gian vừa qua cô Lệ Thi chính là con gái của nghệ sĩ, của ca sĩ Chế Linh đó. Thì cô cũng có mặt trong bộ phim này và diễn xuất của cô rất là tốt.
Và một diễn viên nữa phải đáng nhắc đến đó chính là chú diễn viên gạo cội Trung Dân. Thì chú chỉ xuất hiện một vài phân đoạn nhỏ thôi, nhưng mà để lại ấn tượng rất là mạnh. Thì chú vào vai của một người đàn ông ở dưới quê, họ thường hay nhậu nhẹt và đánh vợ con. Thì khỏi phải nói là chú diễn xuất nói chung là coi rất là đã luôn. Thì ở những cảnh quay mà ẩu đả với vợ con á, thì có một lần chú phải nhập viện nữa. Thì cũng phải nói là sự cơ cực của diễn viên trong bộ phim này. Thì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng chia sẻ là anh đã hợp tác với chú Trung Dân trong phim 1956 rồi đó. Thì với sự hợp tác lần này của Hopper nổi loạn thì anh cũng hợp tác với chú Trung Dân dài dài luôn. Với bộ phim Hot Boy Nổi Loạn phần 2 này, một diễn viên đặc biệt không kém đó chính là chú chó. Thì các bạn biết là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rất là mát tay trong việc sử dụng các con thú vật trong phim, ví dụ như là con heo trong những quá trình dài nè, rồi con vịt trong Hot Boy Nổi Loạn phần 1. Thì với bộ phim này, chú chó là một cái điểm nhấn kết nối giữa Lương Mạnh Hải, nhân vật Lam. Ngoài ra trong phim có những câu nói rất là đời, rất là thật ở bên ngoài. Ví dụ như những câu chửi tục chẳng hạn thì trong phim cũng sẽ đưa vào luôn. Và ngoài ra thì có phim có những câu nói khiến chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà Lam nói chuyện với cậu bé Tân 15 tuổi là em đừng làm tình bừa bãi, nó sẽ khiến cho trái tim em bị chai sạn, sẽ không còn tin vào tình yêu trong cuộc đời này nữa. Hoặc là khi mà Lam chia sẻ với lại Long thì trong cuộc đời này chỉ có một hoặc hai người đến với mày chân thành thôi, nên hãy biết trân trọng. Quả thật là đáng suy nghĩ đúng không? Các bạn biết là Lương Mạnh Hải á, phải hy sinh rất là nhiều, ví dụ như là ăn cá sống chẳng hạn, để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nói chung rất là nhiều cái khó khăn của đoạn phim. Còn nói về cái cảm xúc khi xem bộ phim này thì thật sự ra là ở phần 1 á, thì chúng ta nó có nhiều cái hoàn cảnh đan xen nhau, có những chàng trai bao rồi cô gái điếm do Trịnh Công Thanh đóng, hoặc là anh Hiếu Hiền đóng vai chàng khờ, thì những cái mảnh đời cơ cực đó thì nó sẽ làm cho chúng ta nghẹn ngào nhiều hơn. Thì khi mà mình xem phần 1 á, thì mình cảm thấy là khóc nhiều hơn và khóc đã hơn ở phần 2. Tuy nhiên với những cái phim Việt khoảng đầu năm trở lại đây thì Hot Boy Nổi Loạn phần 2 cũng là một bộ phim để khiến các bạn ra rạp để xem bộ phim này. Vì đây là một bộ phim cũng được khán giả trông chờ. Thì sau thất bại của Công An Họ Vương, đạo diễn của Vũ Ngọc Đãng đã có một tác phẩm là 1956 cũng gây tiếng vang, và trở lại với Hot Boy Nổi Loạn phần 2 này, mình nghĩ thì đây cũng là một tác phẩm để các bạn để ra rạp để xem phim. Cuối cùng tóm lại là mình cũng khuyên các bạn ra rạp để xem bộ phim này để cùng trải nghiệm những cái hành trình của Lam đi tìm tình yêu chẳng hạn, và những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Nói chung là chúng ta sẽ không phí tiền để xem bộ phim này đâu, và bộ phim cũng đem lại nhiều bài học cho chúng ta suy nghĩ. Phần 2 quả thật khi mà chúng ta xem cuối thì quả thật đây là một cái bi kịch khiến khán giả phải rơi nước mắt khi xem cái phần cái cuối cảnh phim. Và cảm ơn các bạn đã xem review bộ phim này, và hẹn gặp lại các bạn những review bộ phim sau.